đây mà trong người ta vay có 20.000 mà lấy 1.000 một ngày. Mày nhân thử lên đi. Nếu mà vay 1 triệu mày không biết được tính tiền đời ra cho việc. Bé gái lớp 7 khởi nghiệp bằng tín dụng đen tại lớp khiến cộng đồng mạng thốt lên. FE cũng phải gọi bằng cụ. Người ta thường nói tài không đợi tuổi. Bé gái chỉ mới học lớp 7 nhưng đã có máu kinh doanh. Nhưng đối tượng mà em kiếm tiền lại chính là từ bạn bè trong lớp của mình. Mấy cái bọn nó, con nói thẳng với nó trước rồi. Tại vì nó giúp con kiểm tra. Giúp con kiểm tra là sao? Ý là con quên học bài mà nó mượn con 10.000. Thì con nói là bây giờ mày giúp ta đi, ta đặt cho mày 5.000. Cái nó cũng giúp con. Thông minh. Thật là thông minh. Thấy bạn bè trong lớp thiếu tiền tiêu vặt nên đại gia nhí đã thực hiện cuộc trao đổi. Chỉ bài cho em lúc làm kiểm tra và em sẽ cho bạn bè mượn tiền lại. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, sơ hở chút cái là kiếm thêm. Đây mà trong người ta vay có 20.000 mà mày lấy 1.000 một ngày. Mày nhân thử lên đi. Nếu mà vay 1 triệu mày không biết được tính tiền đời ra cho việc. Tính vậy là rẻ chứ. Tôi cứ còn là tao báo công an. Chắc là không được. Tuy nhiên cho mượn 20.000 nhưng lấy lãi chỉ 1.000 một ngày. Vì là bạn bè chung lớp nên mới lấy lãi hữu nghị vậy đó chứ. Đúng. Người ngoài thì chắc còn tới công chuyện hơn với cô bé. Đúng là tình bạn ngọt ngào đến mấy rồi cũng tan thành mây với cái lãi suất này. Chơi gì không ai chơi lại luôn đó mấy đi. Mới còn nhỏ mà đã biết khởi nghiệp sớm thế này rồi, sau này chắc chắn còn dữ dằn hơn. Sợ quá. Đến mẹ của cô bé còn phải sửng sốt đòi báo chú công an vì con gái yêu của mình quá dữ dằn. Không chỉ thế, mẹ cô bé còn bốc phốt. Mẹ cho mẹ vay có 50.000 một tí mà cứ tí lại đòi. Mà cho bạn bè mày vay nợ cả tháng không trả mày mới kêu. Chưa tới một tháng còn. Ăn đu. Được của nó đấy. Thôi xong, tình mẹ con từ nay chắc có bền lâu. Nhiều cộng đồng mạng sau khi xem xong video đã được mở mang tầm mắt với màn kiếm tiền lời cắt cổ này của cô bé và để lại bình luận như sau. Còn bé mới khởi nghiệp mà mẹ đòi báo công an rồi. Rồi, nhân tài của FE rồi. Có tố chất kinh doanh. Hay lãi có nhiêu đâu, 150% một tháng và 1.800% một năm. Thời đi học bạn đã từng có những người bạn đam mê kinh doanh như này hay không? Hãy chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.